Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Lộ diện bản hợp đồng 100 triệu euro tiếp theo của Liverpool. Erik ten Hag quyết không từ chức. Arsenal có đối thủ lớn vụ sau cùng Everton. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh Akira thưa quý vị. MU chiêu mộ Hojelu. Man United đang được cho là đang có ý định chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu người Tây Ban Nha Hojelu, người muốn chuyển đến Real Madrid lâu dài. Hojelu đã có 14 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và MU đang hy vọng mang về tiền đạo này theo Football Espana. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu này rất muốn ở lại Santiago Bernabeu. Real Madrid có tùy chọn ký hợp đồng vĩnh viễn vào cuối mùa giải và sẽ rất thú vị để xem liệu họ có quyết định thực hiện điều khoản đó hay không. MU theo dõi Asan Olago. Man United đang theo dõi chặt chẽ cầu thủ trẻ Asan Olago của San Cơ 4 trước một động thái tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo Sky Sports Đức, MU là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi sát sao cầu thủ trẻ Asan Olago của San Cơ 4. Thần đồng 17 tuổi người Đức nhận được sự chú ý của nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu lục, trong đó Quỷ Đỏ đang theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ của anh trước một động thái tiềm năng vào mùa hè. Nunes xóa ảnh Liverpool, rõ khả năng đến Barca. Trang Mundo Deportivo đã đề cập đến tỷ lệ thành công của thương vụ này. Trong những ngày vừa qua, bắt đầu xuất hiện những tin đồn cho rằng Barca muốn chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunes bên phía Liverpool. Ngôi sao người Uruguay gia nhập The Kop vào mùa hè 2022. Dù ít nhiều đã để lại dấu ấn vào lối chơi chung, song Nunes lại thường xuyên bị chỉ trích bởi khả năng tận dụng cơ hội kém. Trên thực tế, ngôi sao 24 tuổi đang đứng đầu danh sách các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thậm chí nhiều cổ động viên quá khích còn tràn vào tấn công trang cá nhân Nunes, khiến anh phải xóa các dòng trạng thái từng đăng về Liverpool. Điều này đồng thời cũng làm dấy lên đồn đoán về tương lai cựu cầu thủ Benfica. Barca hiện đang tìm kiếm phương án thay thế Lewandowski và họ bắt đầu cân nhắc đến khả năng đưa Nunes về Camp Nou. Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, Barca sẽ khó có thể thực hiện động thái bởi như đã biết họ gặp rào cản lớn về mặt tài chính, trong khi Liverpool không muốn bán Nunes với giá rẻ. Hơn thế nữa, tân huấn luyện viên Ancelotti cũng đánh giá cao cầu thủ người Uruguay và sẽ tìm cách giúp anh chơi thăng hoa hơn ở mùa giải mới. Milan gặp khó vụ Seco. Theo Philip Hise của Sky Đức, điều khoản giải phóng của tiền đạo người Slovenia có những chi tiết khá phức tạp. AC Milan vẫn đang tìm cách để ký hợp đồng với Benjamin Seco, nhưng mức giá của anh đang tăng lên và có thể còn cao hơn nữa khi mùa giải kết thúc, một báo cáo cho biết. Theo Philip Hise của Sky Đức, điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Seco sẽ có hiệu lực từ mùa hè năm nay. Số tiền này sẽ phụ thuộc vào thời gian thi đấu, số bàn thắng và kiến tạo thực tế trên sân của anh. Vào mùa đông, con số chỉ là 50 triệu euro. Nhờ nửa sau mùa giải ấn tượng, nó đã tăng lên 65 triệu euro. Nếu anh đáp ứng được kỳ vọng ở mức tối đa, số tiền có thể sẽ chạm ngưỡng 70 đến 75 triệu euro, nhưng điều này phụ thuộc vào hai trận cuối cùng trong mùa giải của Seco cho RB Leipzig. Một số câu lạc bộ hàng đầu Premier League đang để mắt tới tiền đạo 20 tuổi này. Milan cũng quan tâm đến Seco khi họ muốn đầu tư vào một trung phong mới cho tương lai. Những dấu ấn của tiền đạo người Slovenia cho Leipzig mùa này như sau. Với 40 trận trên mọi đấu trường, 16 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, vẫn còn phải chờ xem liệu Rossoneri có đưa ra lời đề nghị chính thức hay không. MU mua gấp trung vệ của Everton và hàng thủ. MU vừa thua Crystal Palace 0-4, họ đã thủng lưới 81 bàn ở ngoại hạng Anh mùa này. Theo Metro, MU sẽ cải tổ hàng thủ ở mùa giải tới. Trung vệ Jaza Benkwai của Everton đang là mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ. Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận chi 60 triệu bảng cho chữ ký của trung vệ người Anh. Zidane lên tiếng về việc dẫn dắt Bayern Munich. Trước câu hỏi liệu có dẫn dắt gã khổng lồ Bundesliga trong tương lai hay không, Zidane đáp: "Không." Việc Zidane trả lời như vậy trước khả năng dẫn dắt Bayern Munich có thể là tín hiệu vui cho MU nếu đội vẫn nuôi ý định có được cựu thuyền trưởng Real Madrid, trường hợp thay Erik ten Hag. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Lộ diện bản hợp đồng 100 triệu euro tiếp theo của Liverpool. Sau Darwin Nunes, Lozan Wit có thể là bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro của Liverpool. The Kop đang quyết tâm chiêu mộ cầu thủ của Bayer Leverkusen. Wit chơi thực sự nổi bật mùa này, giúp Bayer Leverkusen bất bại trong 47 trận từ đầu mùa giải. Anh cũng vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Roma ở lượt đi bán kết Europa League. Ngoài Liverpool thì Man City và Bayern cũng quan tâm đến cầu thủ người Đức. Erik ten Hag quyết không từ chức. Khi được hỏi liệu ông có tin mình vẫn là người phù hợp để dẫn dắt MU hay không, ten Hag nói sau thất bại trước Crystal Palace: "Chắc chắn rồi. Nếu có những cầu thủ phù hợp ở đó thì chúng tôi có một đội hình tốt. Nhưng chúng tôi đã mất gần như toàn bộ hàng thủ, như thế chúng tôi gặp vấn đề. Người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi như thế nào thì chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu như những gì người hâm mộ đã quyết tâm." Arsenal có đối thủ lớn vụ sau cùng Everton. Bayern Munich cần làm mới hàng tiền vệ sau thất bại ở Bundesliga. Dù chưa chốt huấn luyện viên trong mùa tới, nhưng bộ phận thể thao ở Allianz Arena sớm có kế hoạch chuyển nhượng cụ thể.
Hùng Sám đang thực sự cần một máy quét ở khu vực giữa sân. Theo tờ Bild của Đức, Bayern Munich đang liên hệ chuyển nhượng Amadou Onana, một trong những tiền vệ phòng ngự nổi bật nhất Premier League. Stuttgart gửi thông điệp tới Arsenal và MU vụ Guirassy. Chủ tịch Stuttgart, Alexander Quell đã dập tắt những đồn đoán rằng Serge Guirassy có thể sẽ ra đi vào mùa hè, khẳng định tiền đạo này cảm thấy thực sự thoải mái ở câu lạc bộ. Chủ tịch Stuttgart, Quell nói với Sky Đức: "Vào mùa hè năm ngoái và tháng 1 năm nay đã có những tin đồn anh ấy sẽ rời đi, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn ở lại câu lạc bộ. Sự thật là anh cảm thấy thực sự thoải mái ở đây. Bây giờ anh cũng có thể chơi Champions League. Đối với nhiều người, rõ ràng là anh sẽ ra đi, còn đối với tôi thì điều đó không rõ ràng chút nào. Nhưng chúng tôi sẽ ngồi lại sau mùa giải." Bayern được khuyên chiêu mộ Haaland thay Kane. Huyền thoại Oliver Kahn khuyên Bayern nên cân nhắc chiêu mộ Erling Haaland để thay thế Harry Kane trong tương lai. Ông nói: "Bayern có thể đem về Kane và Bayern cần phải cân nhắc chiêu mộ Haaland. Bayern cũng có thể suy nghĩ về Mbappe. Những suy nghĩ này rất quan trọng bởi vì câu lạc bộ đã đạt tới vị thế này. Nếu bạn muốn ở trên đỉnh cao, bạn cần những siêu sao này kết hợp với những cá tính khác và những cầu thủ trẻ tiềm năng. Sự kết hợp đó rất quan trọng." West Ham chính thức xác nhận chia tay David Moyes. Bố tạ đã thông báo rằng David Moyes sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải, hợp đồng giữa hai bên đáo hạn và đã không có một bản giao kèo mới được thông qua. Tiết lộ tương lai Pep Guardiola rõ bến đỗ tiếp theo khi rời Man City. Huấn luyện viên của Man City đã đạt được thành công vang dội ở Anh trong 8 năm qua khi giúp đội chủ sân Etihad vô địch mọi giải đấu mà câu lạc bộ tham gia. Pep Guardiola còn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2025 và theo người đại diện của ông, huấn luyện viên người Catalan muốn ở lại Man City thêm một mùa giải nữa. Cựu huấn luyện viên trưởng Barca gần đây đã được cho là sẽ quay trở lại Bayern Munich khi câu lạc bộ xứ Bavaria tìm cách thay thế huấn luyện viên sắp mãn nhiệm Thomas Tuchel. Họ đã phải vật lộn để tìm được người kế nhiệm, chiến lược gia người Đức, sau khi bị Xabi Alonso của Bayer Leverkusen và cựu huấn luyện viên MU Ralf Rangnick từ chối. Trao đổi với Sky Sports, đại diện công ty tư vấn tác giúp của Pep Guardiola cho biết: "Pep đặt Bayern trong trái tim nhưng ông ấy không muốn rời Manchester City vào mùa hè này. Ông ấy rất hạnh phúc và còn hợp đồng đến năm 2025. Việc trở lại Bayern là điều không thể tránh khỏi." Nhà cầm quân 53 tuổi vẫn sở hữu một căn hộ ở Đức, nơi ông cư trú trước đây và cũng đến thăm đất nước này vào một dịp kỳ lạ khi muốn nghỉ ngơi quanh châu Âu. Giám đốc thể thao của Bayern, Max Eber, đã khơi dậy sự lạc quan của người hâm mộ xung quanh khả năng Pep Guardiola trở lại khi bình luận về việc câu lạc bộ đang tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới vào cuối tuần. "Trong cuộc sống, đôi khi có điều đáng ngạc nhiên, cánh cửa này khép lại, bạn thất vọng vô cùng. Và đột nhiên, những cánh cửa mà 3 tuần trước bạn nghĩ là không thể mở ra, lại hé mở." Max Eber nói sau trận thua 1-3 của Bayern trước Stuttgart. Dẫu vậy, một động thái dành cho Pep Guardiola có vẻ khó xảy ra vào mùa hè này, sau khi cựu huấn luyện viên Barca cũng tiết lộ rằng ông có thể kéo dài thời gian ở lại Etihad sau khi Jurgen Klopp tuyên bố ý định rời Liverpool vào cuối mùa giải. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.